con quỳ cầu xin với Chúa Chi Thánh Chi Linh toàn năng, cho lòng con bớt nhõn nhẽn, cho lòng con vẫn bình yên lúc đời cay đắng tạ tơi, hoặc những khi đời thắm bao nụ cười. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra đọc đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, bắt đầu từ thứ hai hôm nay, chúng ta sẽ được nghe nhiều về tin mừng theo Thánh Luca. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu về Nazareth, quê hương của Chúa, để rao giảng tin mừng, nhưng đã nhận được sự hững hờ và khinh rẻ của người đồng hương. Họ nói: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Và Chúa đã không làm nhiều phép lạ ở đó. Ta thấy nhiều khi ta có thành kiến với ai đó, nên ta chỉ nhìn thấy cái dở nơi người ấy, chứ không nhận ra những cái tốt, những cái đẹp của người đó. Người đồng hương của Chúa Giêsu cũng vậy. Họ cho rằng Chúa Giêsu cũng chỉ là con người giống như họ, là con của ông Giuse và bà Maria, chứ có cái gì khác biệt đâu. Và họ không chấp nhận lời rao giảng của Chúa Giêsu. Quả thế, Chúa Giêsu trả lời: Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương, và Chúa đã băng qua họ mà đi, bởi vì Chúa Giêsu đã không vấp ngã, đã không ngã lòng trước khước từ của dân chúng, và Ngài tiếp tục lên đường để đến những vùng đất khác để rao giảng. Chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, nhiều khi chúng ta cũng bị từ chối, bị khước từ, nhưng không vì thế mà chúng ta ngã lòng. Hãy tiếp tục đứng dậy để loan báo tin mừng của Chúa. Vì thần khí Chúa luôn ngự trên tôi,
để sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Ước chi cho cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đều là sứ giả loan báo tin mừng. Và chúng ta tự hỏi, hôm nay tôi đã làm gì để lời Chúa được nảy nở? Tôi đã đón nhận lời Chúa như thế nào vào tâm hồn tôi? Và xin Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta. Amen. Luôn vui cho đi, trọn vẹn tài năng tâm trí, để từng ngày tháng là những hiến dâng cho đời. Chúa ơi dạy con sống xa đời tâm tôi hư hèn, lòng luôn thanh cao biết thương kề đường chân thiện. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê, và ngày Sa-bát người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, không biết ông bà anh chị em đã từng có kinh nghiệm qua những lần mà chiến đấu nội tâm của mỗi người chúng ta. Bản thân con thì cũng có, thậm chí mà còn có rất nhiều nữa. Chúng ta con tin là thân phận con người thì cũng có rất nhiều cũng người phải gặp trường hợp đó. Nhiều lúc có những lúc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thấy rõ rõ ràng ràng, và với tất cả ý thức lòng của mình cũng như là kiến thức của mình, đầu óc suy nghĩ của mình nhận thức đó là một sự xấu, một sự tội. Mình biết là không được phép làm, không nên làm, hay là Chúa dạy chúng ta không được phép làm. Vậy mà nhiều lúc chúng ta vẫn cứ làm. Có thể nói như chúng ta hiểu trong sách Sáng Thế, mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm, về tội nguyên tổ. Khi tội đến xâm nhập trần gian, nó làm ảnh hưởng chi phối trong con người của chúng ta. Và giống như Thánh Phaolô đã phải thốt lên rằng: Ai sẽ cứu tôi khỏi cái thân xác phải chết này? Ai sẽ cứu tôi khỏi cái thân xác này? Và tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chữa hay là đuổi hay là trừ quỷ ra khỏi người thanh niên này, cho chúng ta thấy đó là trước tiên, đó là dấu chỉ nước trời đã đến trần gian này. Đó là dấu chỉ cho thấy là Chúa Giêsu Kitô chính là nước trời đã đến trần gian này. Và nước trời đó đã chiến thắng trần gian này. Và nước trời đó có đủ sức mạnh, đủ quyền lực để chiến thắng sự dữ và ban cho người ta sự bình an, giống như người bị quỷ ám này được Chúa Giêsu trừ và đã được bình an, không bị hại gì. Thưa ông bà và anh chị em, như trong tin mừng kể lại là khi mà Chúa Giêsu đến thì người bị quỷ ám đó kể lại là: Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi? Nhiều lúc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chiến đấu nội tâm nơi chúng ta, đôi khi một cách nào đó, cách này cách kia, chúng ta nói: Ông Giêsu ơi, chúng tôi biết ông là ai rồi, ông là người dạy chúng tôi phải hy sinh cho người khác,
Ông dạy chúng tôi phải tha thứ cho người khác. Ông dạy chúng tôi phải yêu thương người khác. Ông dạy chúng tôi phải chịu chấp nhận thiệt thòi, hy sinh cho người khác, vân vân. Tại sao ông lại đến dạy chúng tôi những điều đó? Ông cản trở cuộc sống của chúng tôi quá. Nhưng mà thưa ông bà và anh chị em, trong tin mừng kể lại là sau khi mà trừ quỷ đó, thì người thanh niên này, người này được bình an và không còn bị hại nữa. Cho chúng ta thấy việc chúng ta chấp nhận để cho Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, thì Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta. Việc Thiên Chúa đến trần gian này, Ngài mang lấy thân phận con người của chúng ta, để chia sẻ thân phận con người của chúng ta, và để cho Ngài đi vào trong cuộc đời của chúng ta, chắc chắn Thiên Chúa sẽ cứu độ chúng ta. Giống như lời của Thánh Phaolô nói, ai sẽ cứu tôi khỏi thân xác này? Và cái ai đó, đó chính là Đức Giêsu Kitô, Ngài đến trần gian để cứu độ chúng ta. Và đừng hèn yêu trước bất công quyền uy vũ lực, thương xót người cùng đinh, vui chấp nhận trọn cuộc sống Chúa ban. Xin cho tim con luôn đầy tình yêu, giữa chốn thế giới muôn vàn thù oán, dẫu đời có chối từ con hay người không tiếp nhận con, cõi lòng bao nỗi quạnh hiu, hồn nát tan, tim đơn đau đoạn đường. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng, họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn thật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: Ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, bình thường nếu không có dịch bệnh thì sốt hay sổ mũi hay cảm, ta cảm thấy bình thường, chỉ uống thuốc giảm sốt và nghỉ ngơi đôi chút là khỏi. Bỗng dưng dịch bệnh Covid tới, sốt một chút hay ho một chút là ta đã thấy sợ, chỉ sợ mình nhiễm Covid mà thôi. Bà mẹ vợ của ông Simon Phêrô bị sốt. Chúa Giêsu đến và ra lệnh cho cơn sốt, tức thì cơn sốt biến mất. Ta thấy Chúa Giêsu có quyền trên các bệnh tật, và hơn thế nữa, đủ các thứ bệnh tật đều được chữa khỏi khi Đức Giêsu đặt tay trên các bệnh nhân. Và không chỉ thế, Ngài còn có uy quyền trên sự dữ. Ma quỷ cũng phải sợ Ngài. Và quả thế Chúa Giêsu đến để rao giảng nước Chúa. Ngài là Đấng cứu độ, là Đấng giải thoát chúng ta, để tất cả những ai tin vào Người thì sẽ được cứu rỗi. Và hành trình đức tin nơi mỗi người mỗi khác. Có thể ta bị thử thách lòng tin khi vượt biển tìm tự do,
Có thể ta bị thử thách lòng tin khi bị những canh vật nan y hoặc đang nằm trên giường bệnh để chống trả giữa cái sống và cái chết, hoặc trong sự cách ly của đại dịch Covid. Và nhiều khi ta cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi để con thuyền đời muốn đến đâu thì đến. Nhưng không, ta không được ngã lòng, nhưng hãy biết bám lấy Chúa, cầu xin Chúa ra tay nâng đỡ, để Chúa vào viếng thăm nhà mình, viếng thăm tâm hồn mình, để từ đó ta được chữa lành như bà mẹ vợ ông Simon Phêrô được Chúa chữa cho hết cơn sốt. Lạy Chúa, xin Chúa ngự vào lòng chúng con và chữa lành hết mọi canh bệnh tật nguyền nơi chúng con. Amen. Cho con yêu thương từng người mà con đã biết, vì Ngài hằng muốn tình mến chứa tràn tim con. Chúa ơi dạy con sống trọn lành như Chúa trên trời, để một ngày nào khi dạ từ lìa xa trần thế, hôn ngập vui sướng Chúa đưa về trời cao với Ngài. Bên Chúa nguồn tình yêu sẽ mãi là niềm hạnh phúc ngất say. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Gennesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebede là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, con được biết cái hồ mà trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe đó, Gennesaret, nó cũng có nhiều tên mà chúng ta vẫn thường nghe quen, đó là biển hồ Galilee, rồi biển hồ Tiberia, vân vân, có nhiều tên lắm dòng dòng đó. Và diện tích của cái hồ hay biển hồ đó chỉ 166 km², và chu vi là 53 km, và độ sâu nhất của cái hồ đó chỉ là 43 m thôi. Con có cảm giác như cái chỗ đó, tại vì chúng ta nghe tin mừng, trong tin mừng nói về cái biển hồ Galilee này nhiều lắm. Nó gần giống như là trung tâm của chúng ta vậy. Mọi chuyện xảy ra ở trung tâm mình, chuyện buồn, chuyện vui cũng có, đám cưới, đám tang, ăn táng, rồi đám giỗ, sinh nhật, vân vân.
chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đây hết. Và ngay cả trung tâm của chúng ta cũng vậy, cũng có nhiều cái tên khác nhau. Nào là trung tâm Thánh Mẫu La Vang, nào là chúng ta cũng thường nghe là cộng đoàn Tô Ma Thiện. Rồi hồi xưa nữa còn có tên là Hoan Thiện. Rồi thậm chí mà những người trẻ còn gọi nhà thờ chúng ta là Farm Church nữa. Bây giờ mà đột xuất mà hỏi ông bà anh chị em một câu hỏi này trong vòng tích tắc vài giây thì không biết ông bà anh chị em trả lời có đúng không? Trung tâm chúng ta có cái gì? Ai mà trả lời đúng, chính xác nhất, có thưởng. Thế nào con người vào trung tâm có hai ông cha với một ông thầy, có người lại bảo không chừng là trung tâm có thọ, trung tâm có nhà thờ. Thật là dễ thương khi chúng ta gọi ở nơi đây là trung tâm. Tự nhiên là nó làm cho chúng ta hiểu từ trong sâu thẳm của chúng ta, đó là nơi mà chúng ta mọi người hướng về. Và cái trung tâm của trung tâm nhất của cái chỗ này, đó chính là Thiên Chúa, có Thiên Chúa hiện diện. Và tương tự như vậy trong tin mừng ngày hôm nay khi nói về cái biển hồ Tiberia hay là cái hồ Genesaret, có nói một chút xíu mà tại sao mà lại có cái tên là Genesaret rồi tên là bờ hồ này. Bởi vì là các tác giả tin mừng khác thì xuất thân từ những cái vùng mà Galilee quanh đây, nhưng riêng Thánh Luca thì lại xuất thân từ vùng địa Trung Hải, một vùng biển rộng lớn. Do đó mà Ngài đến chỗ thấy, Ngài viết về cái hồ này, đối với Ngài nó nhỏ lắm, nó chỉ là một cái hồ thôi. Nhưng mà đối với những người mà ở quanh cái vùng đây thì đối với họ đó là cả niềm kiêu hãnh, là một cái rất là lớn, và họ gọi nó là một cái biển. Quay lại một chút xíu nữa là trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta bắt gặp được điều gì thưa ông bà và anh chị em? Đó là việc mà Chúa Giêsu sau khi giảng chuẩn bị tâm hồn cho các môn đệ cũng như những người lắng nghe Ngài xong, Ngài nói với ông Phêrô chèo thuyền ra ngoài sâu để bắt cá. Và ông Phêrô đã đáp lại là chúng tôi đã vất vả suốt cả đêm rồi, không bắt được con cá nào hết. Có thể nói là với cái niềm kiêu hãnh là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề trải lưới, rồi với sức khỏe, với thời gian suốt cả đêm, chúng tôi đã làm tất cả rồi, không bắt được con nào hết. Nhưng mà tuy nhiên, vâng lời Thầy, chúng tôi thả lưới. Ông ra đi làm công việc với lệnh truyền của Chúa Giêsu, và kết quả đó là gì? Đó là thu hoạch lại một, phải nói dùng cái từ một mẻ cá rất lạ lùng. Và một điều nữa mà chúng ta để ý, đó là Chúa Giêsu nói ông Phêrô cũng như là những người bạn của ông ta đi ra chỗ nước sâu để bắt cá. Và chắc chắn ở nơi nước sâu đó thường hay có nhiều cá, và thậm chí có những con cá lớn. Trong cộng đoàn của chúng ta, thương bà và anh chị em, giống như con vừa mới nói, nó có nhiều chuyện xảy ra, chuyện vui, chuyện buồn, nhưng mà chắc chắn cũng có những con cá lớn. Và Chúa mời gọi chúng ta không chỉ là ở lại trong cái ngôi nhà an toàn của mình, mà vươn ra ngoài, ra những nơi chỗ sâu hơn, để biết đâu được chúng ta đến đó, chúng ta vươn cái bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đến ông bà anh chị em, đến những cái con cá lớn, đến những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và khi chúng ta làm việc với tất cả vì Chúa thì chúng ta sẽ đạt được một kết quả không ngờ. Giống như trong Thánh Vịnh 127 có đọc như thế này: ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương giàu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Rồi việc mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ra đi,
khi chúng ta chính Chúa Giêsu nói không phải anh em, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Khi chúng ta làm vì danh Chúa thì chúng ta sẽ xin được hoa trái, và hoa trái đó tồn tại vĩnh cửu. Ước gì mỗi người chúng ta cũng noi gương các tông đồ ngày hôm nay, khi nhận ra Chúa thì bỏ tất cả mọi sự mà theo người, giống như thánh Gregorio mà chúng ta mừng ngày hôm nay. Vạn tình thương Chúa đã sâu ai suốt cuộc đời con, lúc đời con rất khổ đau, lúc đời muôn nỗi ngổn ngang, Chúa hằng thương rất dịu con, giang cánh tay ôm ấp như mẹ hiền. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Một hôm, các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giê-xu rằng: môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giê-xu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giê-xu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Xin hỏi cộng đoàn một câu hỏi là: một năm chúng ta thường ăn chay mấy lần? Chắc chắn chúng ta sẽ trả lời đó là 2 lần, và ăn chay vào ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Trong các cộng đoàn dòng tu thì thường ăn chay thêm, kiêng thịt thêm vào ngày thứ sáu. Và trong bài tin mừng hôm nay, người Pha-ri-siêu và các kinh sư thắc mắc với Chúa Giêsu rằng: sao các môn đệ của họ ăn chay và cầu nguyện, còn các môn đệ của Chúa Giêsu thì chỉ ăn với uống, không có ăn chay gì hết? Chúa Giêsu trả lời: khách dự tiệc cưới không thể ăn chay khi chàng rể đang ở với họ. Quả vậy, đi ăn cưới phải vui mừng và chia sẻ niềm vui với chàng rể, chứ không phải giữ khuôn mặt ủ rũ, héo tàn. Các biệt phái và luật sĩ giữ luật một cách máy móc, và họ lấy tiêu chuẩn của mình mà buộc người khác phải theo. Và họ nhìn người khác bằng con mắt dò xét, khắt khe. Trước mặt Chúa, chúng ta phải đấm ngực để xin Chúa ban cho chúng ta cái nhìn yêu thương đối với người anh em của mình. Còn không, chúng ta dễ bị lôi kéo vào cái nhìn như những người biệt phái. Trong những ngày nay, con có đọc một câu chuyện kể về chuyện một cha đi nhận nhiệm sở mới ở một xứ nọ. Dĩ nhiên là không phải ở trung tâm, cũng không phải ở nước Úc. Thì người ta kể rằng khi cha mới về,
cha giảng quá 10 phút thì người ta bảo cha là thao thao bất tuyệt giảng dài. Cha nói về mầu nhiệm Thiên Chúa thì họ bảo cha nói trên mây trên gió. Cha nói về vấn đề xã hội thì họ bảo cha không bám vào lời Chúa. Nếu cha hay mỉm cười, họ nói cha quá dễ dãi. Nếu cha nói ngắn một chút thì họ bảo cha không chuẩn bị bài giảng. Nếu cha còn trẻ thì họ nói cha thiếu kinh nghiệm. Nếu cha có tuổi, họ nói cha về hưu là vừa. Vâng, đó nhiều khi ta đi lễ mà không để ý để tâm nghe lời Chúa, sống lời Chúa mà cứ để ý điều này điều kia. Khi đó chúng ta giống như những người biệt phái, chỉ giữ luật tỉ mỉ mà không giữ luật bằng tấm lòng. Và hôm nay chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón nhận lời Chúa bằng cả tấm lòng và biết nhìn người anh em của mình bằng con mắt yêu thương chứ không phải chỉ bằng hình thức bên ngoài. Amen. Có con tin yêu và niềm cậy trong phó thác, dắt dao tình bên để vững bước trong cuộc đời. Chúa ơi lòng con thấy nghẹn ngào không nói nên lời, vì dù con đây rất bé nhỏ tựa như hạt cát, mà tình thương Chúa vẫn mênh mông nồng sâu bất tận, hơn cả ngàn đại dương, hơn muôn ngàn vạn tình yêu thế nhân. Hơn cả ngàn đại dương, hơn muôn ngàn vạn tình yêu thế nhân. Hơn cả ngàn đại dương, hơn muôn ngàn vạn tình yêu thế nhân.